Thương cho hoàn cảnh những đồng hương của mình bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh vì dịch Covid-19, một doanh nhân đã tự bỏ tiền túi tổ chức các chuyến bay không đồng đón hàng trăm bà bầu trẻ em và người lớn tuổi hồi hương về Quảng Ngãi. Hôm nay, trên những chuyến bay nghĩa tình này sẽ đón 690 người, trong đó phần lớn là thai phụ, trẻ em, người lớn tuổi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về quê nhà. Người dân trước khi về phải tiến hành khai báo y tế và cần có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hợp lệ. Tính đến nay, đã có 4 chuyến bay miễn phí được ông Đỗ Xuân Quang, một doanh nhân quê Quảng Ngãi sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, chi phí mỗi chuyến khoảng hơn 300 triệu đồng. Thì ngày 25 tháng 9 vừa rồi thì tôi có tổ chức chuyến bay. Nhiều lúc đó thì dành cho phụ nữ mang thai với lại trẻ em dưới 24 tháng. Đấy. Thì hôm nay thì trong 3 chuyến bay ngày hôm nay đi Quảng Ngãi thì chủ yếu là hỗ trợ người già yếu, trẻ em, người bệnh tật, người vào thăm và để thăm nuôi bệnh nhưng mà bị kẹt lại ở thành phố rất là lâu rồi. Một số bà con thì đi làm lao động trong thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương chẳng hạn, và các tỉnh phía Nam. Thì cái đợt dịch này nó cũng rất là khó khăn cho mọi người về vấn đề công việc làm, thu nhập, thậm chí về vấn đề nhà ở không vâng. Thì cái việc mà khó khăn thì chắc ai cũng biết rồi, không phải bây giờ chúng tôi biết, nhưng mà mình cố gắng hỗ trợ được bà con được cái gì được hỗ trợ thôi. Đấy, thì trong cái việc mà làm hỗ trợ này thì bản thân anh tôi cũng là một cái người con Quảng Ngãi mà, thì mình muốn làm cái gì đó cho quê hương. Háo hức về quê, dù được chia làm 3 chuyến bay khác nhau, nhưng bà con ai cũng có mặt tại sân bay trước nhiều giờ để chuẩn bị. Giữa trưa, thời tiết oi bức khiến cho một số bà bầu em nhỏ trở nên mệt mỏi. Hành lang trước sân bay chật kín người. Vì có nhiều người lớn tuổi nên các tình nguyện viên của Hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh luôn tất bật hướng dẫn mọi người khai báo y tế, xếp hàng trật tự. Tranh thủ trước giờ lên máy bay, anh Quỳnh Minh Thoại thủ thỉ dặn con gái khi về quê với mẹ phải ngoan. Được biết vợ con anh Thoại vào thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 khi con gái được nghỉ hè, nhưng sau đó vì dịch Covid-19 bùng phát nên bị mắc kẹt lại từ nhiều tháng nay. Mình vừa lại đây để từ đây tới Tết rồi phải mưu sinh kiếm một cái gì ít tiền về, chứ giờ về hết không được. Nên giờ mấy đứa nhỏ thì cho nó về, có con đây về nó học. Mà nó bẻ mắc kẹt này do là nó mùa hè nó vô nó chơi, tháng 4 nó vô nó chơi, nhưng mà nó chơi xong nó bị dịch, nó ở lại. Dự mong muốn về quê nhưng mà có con kiệm nhỏ này về xe máy thì không được, đi xa xôi anh em nó chạy xe máy, mình xa xôi chạy không được, mắc kẹt mấy tới giờ. Rồi bây giờ mình thấy là mừng, nói chung là vợ với con nó về được quê là mừng rồi. Còn mình thanh niên đàn ông mà không sao hết. Bây giờ mình nó về an toàn với quê là ok rồi. Còn đối với cô Nguyễn Thị Trung, cô và chồng theo định kỳ vào thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, sau đó bị mắc kẹt lại đây. Để sống qua ngày, vợ chồng cô bàn bạc mở quán hủ tiếu bán trang trải, nhưng không may sau đó, cả hai vợ chồng đều dương tính với Covid-19. Sau khi khỏi bệnh, không đủ tiền trả cho nhà trọ, nên cô đành ở nhờ nhà em gái, đợi đến ngày hết dịch để về Quảng Ngãi. Khổ quá cái trả phòng trọ, cái con em nó dẫn về. Nó nuôi, nó theo cô anh với chị ở nhà của em đây, rồi chừng nào quẩn dịch rồi về, cái mới nay quẩn dịch cái rồi có cái hậu đồng hương cái này, cái rồi về đăng ký cô về, bây giờ đó ăn đó no về quê thôi, chứ bây giờ ở trong này giờ cả ra cũng không buôn bán nổi nữa, chứ bây giờ ở này ăn lấy gì ăn, qua quê về quê nó có cái ruộng, mình kiếm rau rớt rồi mình làm thêm mình kiếm sống được, chứ bây giờ ở trong này mình có làm được mới có ăn. Ở tiền phòng trọ, tiền này, tiền kia nữa, đủ thứ tiền hết. Cũng nằm trong kế hoạch đón người dân về quê của tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày hôm nay, hàng trăm người dân cũng sẽ được di chuyển bằng xe khách tại bến xe miền Đông để về quê. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.